Báo cáo với lại các thượng đế, bây giờ là 22 giờ 15 phút. Hôm nay là ngày 22 tháng 11 năm 2023. Chiếc đài sáp có model QT88. Đài này mất rất nhiều thời gian. Từ lúc gửi đến đây test, nói như người bịt mồm vào nói, bị nghẹt tiếng. Radio thì nó chẳng ra làm sao cả. Bây giờ thì radio đã hoạt động trở lại, trong veo, trong như nước mưa. Về phần băng cassette thì bộ cơ mình chia sẻ rồi. Bộ cơ đài sáp QT88 với lại QT90 được hãng ưu ái trang bị cho cái bánh trung gian là vòng cao su. Bánh trung gian là vòng cao su. Đã thay bánh trung gian. Bộ cơ bên đây đã thay bánh trung gian, thay dây cura bánh tỳ. Tiếp tục phải đông tây y kết hợp thì bộ cơ bét nhè này mới hoạt động trở lại. Bây giờ nó có một cái ưu điểm là cái bánh đà này này. Cái bánh đà này nó đảo như giang lạc, đảo như chuột ngày. Lấy cả cái bánh đà này, lấy cả cái bánh đà này sang để lắp vào cũng không được. Không hiểu làm sao mà nó đảo như giang lạc ấy. Nó lắc bên này, nó lắc bên nọ. Đấy, nên mà trong quá trình nó chạy này thì nó đảo điểm nhất, điểm hai, nó bị oval, nó cứ chồm 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 ấy. Nếu như chiếc đài này là những chiếc đài ví dụ như Sony 710 thì bộ cơ này fan đình đáp, fan đình đáp nha. Thế nhưng vì chiếc đài này nó nhiều thóc lắm, thế nên là không có đào ở đâu ra cái bộ cơ này mà thay vào. Thế nên là ở những cái tình trạng đông tây y kết hợp vào rồi, chữa cả mẹo nữa, nó mới chạy trở lại. Tua thì bánh răng nó bị mẻ gãy ba cái răng, tua nó cứ cạch cạch cạch, cũng chẳng đào đâu ra cái bánh răng đấy. Vì những chiếc đài khác thì có thể phá ra, nhưng mà ví dụ như những kể cả mình có chiếc đài sáp QT88 thì cũng chẳng dám phá ra, thì vì đài này nó nhiều thóc lắm nha. Đấy, thì cái đài này chỉ làm được một cửa thôi, mất rất nhiều thời gian nó mới chạy trở lại. Cái trước thì nó cũng chạy, nhưng mà nó chạy ở cái thể thứ nhất là đưa băng vào nó đùn cho một đống dây băng. Bây giờ thì nó không đùn cho một đống dây băng nữa. Thế nhưng mà cái bánh đà này nó đảo như giang lạc luôn. Còn bộ cơ bên đây thì chịu, bộ cơ bên đây thì chịu. Quá nhiều thời gian để vào cái chiếc đài sáp QT88 này rồi nha. Đài này thì về bản chất vấn đề cái vòng cao su thì mình chia sẻ rồi. Mình không có vòng cao su ra ban, mình chỉ thay cái vòng cao su đồng hương với bật mã ôn thôi, thì nó cũng chỉ chạy được một thời gian để nó mòn. Mà khi cái vòng cao su nó mòn ấy, nó chai thì nó lại đùn trong một đống dây băng. Nó khác với những bộ cơ mà chạy bánh trung gian là bánh răng nha. Thì khi nó mà như vậy rồi thì ta chuyển sang người ta nghe radio, với lại để ta nhìn, vì cái này nhìn rất chi là đẹp, xong lại màu đỏ tươi rói rói nha. Đấy. Bây giờ cho nó ăn điện để nó rên lên về phần băng cassette, và các thượng đế cùng xem cái bánh đà đảo như giang lạc. Mà nó đảo như giang lạc thì chỉ có Trần Văn Trịu này. Đảo như giang lạc này. Đảo như giang lạc. Thôi từ đây hết đâu cọ đây. Đường đi không kết nổi câu chào, còn ai đâu nữa người trong mộng duyên chẳng thành. Đảo sợ không? Sao trời nỡ đành ly tán, một người trong sầu nhớ
một người ôm mặc không duyên tình bé bàng. Còn chi đâu anh đừng nói, hoa mất hương chính vì phải úa rồi. Đêm đêm dài ngậm ngùi chua cay, tại đời gây hơn oán, em nào đâu có phụ lòng nhiều. Mình không duyên nào, chấp nhận cho nhé anh ơi. Giờ đời đau mong theo gió bay, dạ chàng sẽ càng biển đông. Giọt mưa ngâu lệ đổ luyến thương. Về đi anh xây tình mới, xin hãy quên câu ngày xưa hàn. Nhưng ân tình là bề dẫu vui, hiểu được em thì chớ mang buồn đau trách tình.
hết tầm rồi. Không thể hơn được cho cái bộ cơ, coi như là đúng ra là Phan Đình Đáp mà bây giờ nó chạy nó đưa ra cái âm sắc như thế là hết tầm rồi. Thân ái chào tạm biệt. Xin chào.